vào trận lượt về gặp lại các cầu thủ Singapore, các cầu thủ đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam thể hiện tâm lý thoải mái, tự tin phối hợp và trình diễn các pha bóng ném trên không đẹp mắt, nhanh chóng giành thắng lợi trong hiệp 1 với điểm số cách biệt 28. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm, kiểm soát trận đấu. Ở hiệp đấu này, cả hai đội đều có nhiều pha ném bóng xuất sắc và bám đuổi tỷ số. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã vượt lên ở thời điểm cuối hiệp 2, giành chiến thắng với điểm số 17-14, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Singapore. Em rất là cảm ơn khán giả. Có khán giả là mình cảm thấy rất là quyết tâm, quyết liệt, vô đánh rất là gọi là sung mãn. Chúng tôi đã có một trận đấu tốt, nhưng đội tuyển Việt Nam quá xuất sắc. Xin chúc mừng các bạn. Đội tuyển Việt Nam đang áp đảo đội tuyển Singapore. Thì tôi cũng rất là mong muốn các cái trận sau thì các cầu thủ Việt Nam thi đấu hay hơn nữa. Thì mong lại cái cảm xúc nhiều hơn nữa cho người hâm mộ. Ở trận đấu còn lại giữa đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Thái Lan gặp Philippines đã diễn ra căng thẳng gay cấn. Hiệp 1, đội tuyển Philippines giành chiến thắng với điểm số 26-21. Sang hiệp 2, các cầu thủ Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, thắng lại 26-22, đưa trận đấu bước vào loạt ném đối đầu trực tiếp. Tại đây, đội tuyển Philippines đã giành chiến thắng 7-6, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Thái Lan. Như vậy, sau 4 lượt đấu, đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam dẫn đầu với 8 điểm, xếp thứ hai là Philippines với 6 điểm. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ Philippines. Nếu giành thắng lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ giành huy chương vàng SEA Games 31, môn bóng ném bãi biển Nam, sớm một vòng đấu.